Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về Docker và sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt Docker Desktop cho cái hệ điều hành Windows 10. Đầu tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn. Tôi sẽ vô Google và tôi sẽ vô cái trang gọi là doc.docker.com. Đó thì các bạn có thể vô cái mục Wire này. Đó, thì ở đây thì nó có giới thiệu qua về Docker, thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Thì nó có giới thiệu ở đây là Docker là một cái nền tảng cho việc phát triển, chuyển giao và chạy ứng dụng. Thì cái lợi ích của cái thằng Docker này nó cho phép các bạn phát triển cái ứng dụng của các bạn riêng biệt khỏi cái cấu trúc nền của cái phần cứng. Ý nó nói là cái infrastructure này, tức là ví dụ như cái phần cứng của các bạn chạy trên Linux hoặc là Windows hay là Mac gì đó, thì cái Docker này nó giúp cho các bạn không phải phụ thuộc vào cái nền tảng để mà chúng ta phát triển ứng dụng. Khi mà chúng ta phát triển một cái ứng dụng, ví dụ như khi mà chúng ta phát triển một cái ứng dụng chạy trên một cái nền tảng nào đó, ví dụ như khi mà các bạn phát triển ứng dụng Java chẳng hạn, khi các bạn cài đặt thì các bạn phát triển với cái database là MySQL hoặc là SQL Server gì đó, thì khi mà các bạn cài đặt ở trên máy local của các bạn chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì khi mà cài đặt thường thường nó bị lỗi này lỗi kia và các bạn phải đi fix, tìm hiểu cách để mà cách fix lỗi, rồi sau đó các bạn phải cài đặt đi cài đặt lại mấy cái database thì nó mới làm cho các bạn tốn thời gian và làm cho các bạn đôi lúc cảm thấy rất là khó chịu bực mình. Thì cái thằng Docker này nó hỗ trợ cho các bạn phát triển ứng dụng mà không phải phụ thuộc vào cái cấu trúc nền của cái phần cứng và hệ điều hành. Thì bởi vì nó khi mà các bạn cần một cái thành phần nào đó thì các bạn có thể lên cái Docker Hub và các bạn đo có cái image về và xài. Ví dụ như khi mà các bạn phát triển ứng dụng với cái database là MySQL chẳng hạn, thì các bạn có thể lên cái Docker Hub và các bạn download cái image của MySQL về và các bạn cài đặt, rồi sau đó các bạn phát triển ứng dụng của các bạn trên cái image đó, trên cái Docker đó, thì cái lợi ích của nó rất là tiện. Thì với Docker thì các bạn có thể quản lý cái cấu trúc nền tương tự như cách bạn quản lý các ứng dụng của các bạn. Thì cái ưu điểm của Docker là nó giúp cho việc chuyển giao kiểm thử và deploy cái ứng dụng, deploy code một cách nhanh chóng, và nó làm cho các bạn có thể giảm thiểu cái việc mà bị trì hoãn giữa việc viết code và việc test cũng như run cái ứng dụng ở trong trên cái môi trường product sạch. Thì đó là cái lợi ích của thằng Docker. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở bên dưới này. Ví dụ như các bạn phải dùng Docker cho cái mục đích gì này đó, rồi các bạn có thể tìm hiểu về kiến trúc của Docker. Ở đây là có Docker Architecture này, kiến trúc của nó này đó, nó có Docker Build, Docker Pull, rồi Docker Run vân vân đó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì ở trong cái video này thì tôi chỉ giới thiệu sơ cho các bạn thôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi vô cái mục Get Static này. Các bạn có thể vô cái mục Get Static này để mà các bạn tìm hiểu cái việc download và cài đặt Docker. Thì đối với các hệ điều hành như Mac thì các bạn có thể click vô cái link này để mà các bạn xem hướng dẫn, hoặc là đối với Windows thì các bạn click cho cái link này để xem hướng dẫn. Ví dụ như tôi máy tôi là Windows thì tôi sẽ đi click cho cái link này đó. Thì đây là cái, thì đầu tiên thì các bạn để cài đặt thì các bạn sẽ download cái file cài đặt Docker, thì các bạn click vô đây để download. Đó thì nó đang bắt đầu download cho tôi. Rồi ngoài tiếp theo thì các bạn đọc mấy cái system requirement, tức là cái máy của các bạn nó phải đạt được cái yêu cầu gì thì để mới cài đặt được Docker. Thì đầu tiên thì các bạn phải enable cái WSL 2.0 này. Thì đối với Windows 10 64 bit thì phải thuộc các version như là Home, thuộc các phiên bản như Home, Product, Enterprise. Rồi version là phải từ 1903 trở nên, rồi cái build là 1.8.362 hoặc cao hơn. Thì các bạn có thể kiểm tra được cái phần này như sau. Thì các bạn có thể vô cái ô sợt và các bạn gõ run, rồi các bạn bật cái chương trình run này lên và các bạn gõ win ver như vậy, tức là nó viết tắt của win version đó. Thì các bạn gõ như vậy và các bạn đi cho ok đó. Ví dụ như máy của tôi thì cái version của nó là 20H2 như vậy, tức là nó cái version nó lớn hơn cái version 1903 này đó, thì cái máy của tôi là hoàn toàn có thể cài đặt được. Rồi tiếp theo thì các bạn phải enable cái WS2 feature on Windows.
thì các bạn có thể đi theo cái link này để mà các bạn làm theo cái hướng dẫn của nó. Thì đây thì nó có hướng dẫn là ở đây thì chúng ta có hai cái tùy chọn cho việc cài đặt cái WSL này. Thì cái cách cài đặt đơn giản thì nó là cái Signify Intorrent này. Thì đối với cái này thì nó yêu cầu là các bạn phải join vô cái chương trình Windows Insider Program để mà cài đặt nó, và cái build vào cái Windows 10 thì nó phải là 2026H hoặc cao hơn như vậy. Rồi cái thứ hai là cái manual install, thì các bạn phải đi theo 6 cái bước ở bên dưới. Thì đối với cái manual install này thì các bạn có thể cài đặt ở trên nhiều cái loại cái phiên bản, rồi cái nhiều cái loại version của thằng Windows 10. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn theo cái cách manual install này. Đây đây là cái phần manual install. Thì đầu tiên thì các bạn phải enable Windows Subsystem for Linux. Thì các bạn mở cái chương trình PowerShell lên với cái quyền là Administrator, và các bạn đăng ký command line này. Rồi tôi sẽ mở cái PowerShell lên. Đây, tôi sẽ mở cái chương trình Windows PowerShell với cái quyền là Administrator. Tôi đi cho Z. Rồi nó đã cài đặt sơ xét. Rồi tiếp theo thì nó kêu là nó khuyên các bạn là Ubuntu Test 2 để update sang là WSL 2. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ muốn cài đặt cái WS1 thôi thì các bạn có thể đi tải lại máy và các bạn đến cái Test 6. Trường hợp của tôi thì tôi muốn update lên cái WS2 này thì tôi sẽ đi đến cái Test 2 này. Thì Test 2 này thì tôi sẽ phải check cái các yêu cầu để mà chạy được cái WS2 này. Thì các bạn thì nó yêu cầu là đối với cái system mà 64 bit ấy, thì cái version là phải là 1903 hoặc là cao hơn, với cái build là 18362 hoặc cao hơn. Còn đối với cái system mà ARM 64 bit thì cái version phải là 2004 hoặc là cao hơn, với cái build là 19041 hoặc cao hơn. Đối với cái build mà thấp hơn 18362 thì nó sẽ không support cái WSL2, thì nó khuyên là các bạn sử dụng cái Windows Update System để update cái version của Windows các bạn lên. Rồi để check cái version và cái build của number thì nó kêu là các bạn nhấn cái phím có cái logo của Windows, rồi các bạn cộng mấy phím R và các bạn gõ cái Winver để kiểm tra. Thì cái này nó cũng tương tự như các bạn vừa nãy tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái này, check tương tự như cái này, thì cái version nó cũng tương tự. Rồi tiếp theo thì nó có ghi chú là nếu cái máy của các bạn run Windows 10 version 1903 hoặc là 1909 thì các bạn có thể mở setting, rồi các bạn để cái phần update và security, và các bạn check update để cho cái build number của các bạn nó được update lên. Thì các bạn có thể đọc cái link này để mà tìm hiểu thêm. Thì cái version của tôi, cái miner version của tôi là 1052 này, nó đang lớn hơn cái 1049 này rồi. Thì là tôi sẽ không có đi update cái phần nào cái phần check update và cái security này. Nếu mà cái version của các bạn là nhỏ hơn 1049 này thì các bạn có thể vô cái phần setting này. Rồi các bạn này vô phần update và security này. Rồi các bạn check check for update nếu mà cái version của các bạn chưa được update lên thì các bạn click cho check for update để nó update lên cái version mới hơn. Rồi tiếp theo là đến cái step 3 thì enable virtual machine picture. Thì nó kêu là trước khi cài đặt WS thì bạn phải enable cái virtual machine platform option picture. Thì các bạn có thể vô đây bạn vô cái ô tìm kiếm của cái menu tab 3 này và các bạn là gõ là tên Windows picture on off này. Thì các bạn enable cái virtual machine platform này. Đây, tôi sẽ enable cái này lên. Tôi đi cho ok. Rồi nó yêu cầu đi tạt mà tôi sẽ không đi tạt, tôi sẽ đi tạt sau. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ run cái lệnh này.
rồi nó báo success. Thì nó yêu cầu là retard cái máy để mà chúng ta hoàn thành cái WS2 install và update to WS2, thì tôi sẽ đi retard lại máy. Rồi tiếp theo là cái tab 4 thì nó kêu là download cái Linux kernel update package. Thì các bạn là click cho cái link này để download. Rồi, ở đây thì nó có ghi chú là nếu mà các bạn đang chừng sử dụng cái ARM64 machine thì các bạn có thể download cái package của cái ARM64 này để về cài đặt. Thì các bạn có thể kiểm tra được cái máy của các bạn là kiểu ARM64 hay không, thì các bạn có thể gõ cái link này bằng cái chân ở trên cái chương trình PowerShell. Đây, tôi sẽ mở cái Windows PowerShell lên. Tôi nhấn Enter. Thì cái máy của tôi là x64 Bay này. Đó thì nó thì tôi sẽ download cái file này về. Rồi sau đó thì cái tab 2 này thì nó sẽ kêu là run cái máy kịch vừa download và về cái tab trước bằng cách là double click vô. Thì tôi sẽ đi vô cái order và tôi sẽ click cho double click cho để cài đặt. Rồi tôi vô net này. Rồi tôi click cho Z này. Rồi tôi click cho finish này. Rồi tiếp theo thì là đến cái tab 5 thì tôi sẽ set cái WS2 này như cái là cái version là default, thì tôi sẽ mở cái Windows PowerShell lên. Tôi sẽ mở với lại admin đi. Và tôi sẽ có cái command line này. Rồi tôi nhấn Enter. Rồi nó báo là để tìm hiểu thêm về cái WSL2 này thì các bạn phải vô cái link này để mà tìm hiểu thêm. Rồi đến tab 6 thì nó kêu là các bạn phải install cái Linux distribution của các bạn, thì các bạn phải vô cái Microsoft Store này. Rồi các bạn search. Ví dụ như là tôi search là WSL Linux đi. Tôi sẽ search WSL hơn. Đó thì ở đây thì các bạn có thể cài đặt cái phiên bản mà các bạn thích này. Ví dụ tôi thích cái Ubuntu 18.04 này. Tôi sẽ click rồi. Rồi thì đây là một cái phiên bản free, thì các bạn click cho get để cho nó cài đặt tập về máy của các bạn. Rồi tôi click cho install. Rồi nó đã cài đặt xong. Tiếp theo thì các bạn là click cho Loan. Rồi nó yêu cầu các bạn là nhập cái username, ví dụ tôi nhập một cái username của tôi chẳng hạn. À, nó báo là username đã tồn tại thì tôi sẽ nhập một cái user khác chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi nhập password của tôi vô. Đó. Các bạn set một cái password của các bạn vô. Rồi, nó đã cài đặt password success.
Rồi tiếp theo thì đầu tiên là các bạn nên cài đặt một cái Windows Terminal, thì cái này là tùy chọn các bạn có thể cài đặt hoặc không. Tôi thấy là khuyên các bạn nên cài đặt, thì các bạn nick cho cái link này để cài đặt. Thì ở đây thì nó cũng bảo là các bạn có thể cài đặt cái Windows Terminal from cái Microsoft Store, thì các bạn có thể quay lại cái Microsoft Store này và các bạn search là Windows Terminal. Rồi các bạn click chưa? Rồi cái này thì nó cũng free luôn, thì các bạn click cho get này. Thì các bạn cài đặt cái terminal này thì nó tiện cho cái việc mà các bạn gõ command line. Rồi tôi click cho install này. Rồi nó đã cài đặt xong thì các bạn có thể ngoát nó lên thử. Đó, thì bây giờ các bạn có thể mở ra được cái nhiều tab khác nhau này. Đó, hoặc là các bạn có thể chuyển sang cái dạng CMD này. Đó, gõ bằng CMD trên Windows này. Hoặc là các bạn có thể chuyển qua cái Unto này. Đó, cái cách của đằng terminal của Unto này. Đó, nó rất là tiện. Rồi, tôi đóng lại. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ quay lại cái phần cài đặt Docker. Thì ở đây thì nó có yêu cầu cái phần cứng của các bạn này. Phần cứng của các bạn thì phải là 64 bit này. Rồi phải có cái tiêu chuẩn này này. Rồi tiếp theo thì RAM của điều hành là phải là 4 GB này. Rồi cái BIOS enable hardware này thì phải enable BIOS setting này. Thì các bạn có thể xem ở trong đây đây để cài đặt này. Nó thì nó kêu là các bạn phải bật mấy cái này lên này. Nó thì tôi sẽ vô cái mục là tên Windows Feature On Off này. Thì cái Virtual Machine Platform thì tôi đã bật rồi này. Rồi cái Windows Subsystem for Linux thì tôi đã bật rồi này. Rồi thì tôi đã enable hai cái này lên. Thì ngoài ra thì nó có cái cần phải set up cái hai Ruby backend and Windows Container. Thì đối với cái Windows 10 64 bit bản RAW và Enterprise hoặc là cái bản Education thì các bạn sẽ đi làm theo mấy cái test bên dưới này. Còn đối với cái Windows 10 và Home thì các bạn vô đây để các bạn kiểm tra. Thì cái Windows 10 Home thì nó cũng là cái tab ban đầu bên này. Thì mấy cái phần này thì tôi đã làm rồi, thì tôi sẽ đi xuống xuống cái phần bên dưới này, phần install Docker Desktop on Windows này, thì tôi sẽ bắt đầu cài đặt. Thì cái file mà vừa nãy tôi đã download về là cái file Docker Desktop Installer này, thì tôi sẽ double click cho để cài đặt. Rồi nó yêu cầu là cài đặt Windows Commandant for WS2, thì tôi click cho hai cái ô checkbox này, tôi click cho OK. Rồi nó báo là cài đặt success, thì nó kêu là các bạn phải log out khỏi cái Windows để mà hoàn thành cái cài đặt này. Thì tôi sẽ click cho close and log out. Rồi thằng Docker bây giờ nó đã đặt lên cho tôi như vậy, thì các bạn có thể nó show lên một cái này, thì các bạn có thể click cho learn more để xem nó nói cái gì. Thì tắt đi. Thì đây là cái giao diện khi nó mới tạt lần đầu, thì các bạn có thể click cho tạt này. Đó, để xem nó hướng dẫn như thế nào này. Net tab này. Đó, ở đây thì nó hướng dẫn các bạn view một cái image như thế nào này. Rồi đăng cái container như thế nào này.
rồi nó cũng hướng dẫn các bạn xây và share cái bay như thế nào này đó. Thì bây giờ thì tôi chưa có cái container nào chạy nên nó báo là no cái container running. Thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái chương trình Docker Desktop ở trên Windows 10. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là download một cái email, ví dụ như là một cái email như là MySQL hoặc là Postgres SQL gì gì đó về, và chúng ta chạy thử cái email đó thử trên cái Docker như thế nào. Thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây.